lúc nào mà vợ bận thì nấu cơm, trông con, rồi lái xe, các thứ đầy đủ hết luôn ạ. Có chồng không làm? Dạ. Dạ. Thì dần dần nó mới nảy sinh tình cảm. Thế là có một hôm thì con đưa về, hôm đấy trời mùa đông cũng rất là lạnh. Thế đưa đến giữa đường thì bạn ấy cũng thương quá, bạn ấy bảo là thôi lạnh quá tí mà quay về nữa, thì lúc đấy cũng bọn con tập rất là hăng say đến khoảng 1 giờ sáng rồi, thôi quay về đi không, tí lạnh quá. Thế là con mới dừng xe, thì thôi được rồi, con để cho bạn ấy về, nhưng mà trước khi bạn ấy về con chào cho bạn ấy một nụ hôn vào má. Hôn chào bạn ấy đi một nửa đường mà đi bằng gì? Thế hai người đi, hai người đi xe máy ạ. Ơi mùa đông Hà Nội em mà cái tầm 1 giờ thì thôi rồi đấy. Dạ. Con mới quyết định là thôi dừng lại. Dạ. Dạ. Vợ con cũng hỏi con là con có thể sang đó du học được không, thì cái điều kiện về tài chính các thứ về con người của con thì con cũng không sang đó được. Cái quyết định thì là đến từ hai phía. Con là người muốn quay lại trước, cách lúc quay về Nam tìm cách để tiếp cận con. Hả? Nhưng con không muốn quay lại. Dạ, tại sao vậy? Giận chứ. Con bị tự ái. Thực ra là trong cái giai đoạn trước khi mà hai đứa quyết định là chấm dứt với nhau ấy, thì để con cố gắng quên người đó thì con phải làm cho hình ảnh của người đấy xấu xí đi. Với cả là con cũng đang trong cuộc sống tự do, cho nên là có thể là lúc đấy con nhìn nhận vợ con nó không được tốt. Thế nhưng còn mà còn hận đấy. À, con tên là Trinh Phạm ạ. Và con làm YouTuber ạ. Con 32 tuổi ạ. Dạ. Các nội dung mà con làm trên YouTube thì là nó là những chủ đề gì? Dạ, con bắt đầu làm YouTube từ 9 năm trước ạ. Thì con bắt đầu làm về review những đồ mỹ phẩm làm đẹp. Sau đó thì khi mà con có gia đình thì con lập thêm một kênh nữa là làm về cuộc sống hàng ngày của gia đình con ạ. Dạ. Dạ, chắc là mấy bạn nhỏ Trinh Phạm đúng không? Dạ. Mấy bạn nhỏ ở nhà chắc cũng hot như mẹ đúng không? Dạ. Con bé bé cũng, rồi. À, nhà con là có một bạn 3 tuổi rưỡi ạ. Dạ. Con đang bầu em bé thứ hai ạ. Ô, sao hai cặp giống nhau vậy? Trời ơi. Bây giờ tạm tới giai đoạn này là một đứa rưỡi. Rồi mời con. Dạ vâng, con xin giới thiệu, con tên là Trần Thành ạ. Con cũng bằng tuổi vợ con 32 tuổi ạ. Công việc chính của con thì con làm về bên ngành đầu tư ạ. Công việc phụ của con là phụ giúp cho vợ con. Các vấn đề về quay video, các thứ sáng tạo nội dung thì hiện nay là con cũng đang support cho vợ con ạ. Lúc nào mà vợ bận thì nấu cơm, trông con, rồi lái xe, các thứ đầy đủ hết luôn ạ. Có chồng không làm? Dạ. Dạ. Nhưng mà bây giờ là tụi con là đang ở Hà Nội. À, con mới chuyển vào Sài Gòn được một tuần ạ. Con đang muốn ở thử trong này khoảng nửa năm. Nếu mà con thấy hợp thì con sẽ ở lại, còn không thì gần sinh bé con sẽ quay lại Hà Nội. Rồi lần đầu gặp dạ. nhau có ấn tượng như vậy nhau? Hồi xưa là bọn con học cùng một trường đại học ạ. Con thì chỉ học có 2 năm đầu thôi, còn chồng con thì học đến khi tốt nghiệp ạ. Thì bọn con có sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ gọi là đội văn nghệ của trường Kinh tế Quốc dân ạ. Thì con là ở trong đội múa, còn chồng con trong đội hát. Cái hôm mà vừa mới vào trường ấy ạ, thì trường có tổ chức một cái buổi văn nghệ đầu khóa. Đấy, con nhìn thấy bạn ấy ở trên sân khấu trong đội múa, múa kiểu rất là xinh, trông hiền hiền, xong rồi trông mắt to, nói chung là đúng gu của con. Thì con thực sự là con chỉ để ý đến bạn của bạn này thôi. Về sau mà bọn con vào đội văn nghệ cùng với nhau thì con đang ngồi ở trên ghế thì con có thấy bạn ấy đứng ở bên cạnh, và con nhìn sang thì con thấy là ôi, bạn này mũi rất là cao. Thế là con đấy là ấn tượng đầu tiên đó. Sau đấy thì có một cái sự kiện thì nó cũng gần như kiểu là hai vợ chồng có duyên với nhau ấy. Thế là con đang từ đội hát nhưng mà hát yếu quá, thế là được chuyển lang sang đội múa, bởi vì hồi đấy nhà trường là tổ chức đi thi cái liên hoan tiếng hát sinh viên toàn quốc. Thế là tự nhiên hai đứa được ghép chung một cặp, chỉ là ấn tượng thôi, nhưng mà khi mà đã được biểu diễn, được múa cùng với nhau rồi thì nói chuyện với nhau nhiều, rồi thì con cũng đưa bạn ấy về mấy lần, thì dần dần nó mới nảy sinh tình cảm. Thế là có một hôm thì con đưa về, hôm đấy trời mùa đông cũng rất là lạnh, thế đưa đến giữa đường thì bạn ấy cũng thương quá, bạn ấy bảo là thôi lạnh quá tí mà quay về nữa, thì lúc đấy cũng bọn con tập rất là hăng say đến khoảng 1 giờ sáng rồi, thôi quay về đi không, tí lạnh quá. Thế là con mới dừng xe, thì thôi được rồi, con để cho bạn ấy về, nhưng mà trước khi bạn ấy về con chào cho bạn ấy một nụ hôn vào má. Hôn chào bạn ấy đi một nửa đường mà đi bằng gì? Thế hai người đi hai người đi xe máy ạ. Ôi mùa đông Hà Nội em mà cái tầm 1 giờ thì thôi rồi đấy. Dạ. Dường như là đã ngầm hiểu là chúng mình là của nhau rồi đúng không? Dạ. Ừ, rồi sau hôm đó thì sao? Con quê ở Nghệ An ạ. Thế là bố mẹ con thì tính cũng rất thoải mái, xong rồi bảo là con thích bạn nào, yêu bạn nào thì con kể cho bố mẹ con nghe, xong bố mẹ con mới bảo là mùa hè rồi, nhà gần biển thì mời bạn về đây. Mời bạn về đi tắm biển. Dạ vâng, kéo tắm biển Cửa Lò. Sao con ngạc nhiên là ví dụ như cái nhà bạn là ở Nghệ An, thế còn nhà con là ở Hà Nội. Ra mắt bố mẹ con trước. Bố mẹ con thì rất là khó tính ạ. Hồi xưa thì riêng chuyện mà có người yêu là bố mẹ con không bao giờ đồng ý. Nhưng mà nếu mà khó tính thì càng phải là con không được về quê chứ. Cái lỡ mà hồi đấy là nói dối ạ. Chị ơi, thì hôm nay chị cũng biết rồi nhá. Đấy, chị cũng biết là đấy, cháu nó như thế là gần ngay bên chị mà cuối cùng nó về Nghệ An trước chị ạ. Mà lúc đó là con nó đi đâu? Hồi đấy là con nói con đi du lịch với bạn. Đấy là cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mà con đi xe khách về một cái tỉnh xa như thế. Mà con cũng đã đi du lịch ở Nghệ An rồi, nhưng mà hồi bé này mình cũng không biết là cái khoảng cách địa lý nó xa như vậy. Bọn con sau cái hôm mà bạn ấy thơm ngon ấy, thì hôm đấy có rủ nhau đi xem phim. Thì ở trong cái rạp chiếu phim đấy, trước khi vào xem phim thì bạn ấy có hỏi là
Thế ý là nếu mà nhà mình ở Nghệ An thì bạn có thấy có vấn đề gì không? Thì con cũng suy nghĩ khoảng 2 giây thôi, sao con nói là không, chả có vấn đề gì cả. Ở gần ngay mà, gần ngay đây mà. Nhưng thực sự là trong đầu con là không hề biết là Nghệ An ở chỗ nào. Lúc đó là không hề biết Nghệ An đó là cái quận nào luôn. Đúng, đúng. Chị cũng vậy đó, chị mù địa lý. Không biết là chỗ nào cũng thấy là gần ngay đây mà. Cái hồi mà con mới làm quen bạn ấy thì hồi đấy cũng rất là hồn nhiên thôi. Từ trước đến giờ con chưa bao giờ con nghĩ là con sẽ yêu một cô gái ở Hà Nội cả, bởi vì nó sẽ có một cái khoảng cách giữa thành thị và ở nông thôn. Nhưng mà đến lúc con hỏi bạn ấy, bạn nói không sao, thì con cũng nghĩ là không sao thật, nhưng không phải là vì cũng quá quen với Nghệ An, không biết là cái gì, không biết quê là như nào. Thì đến lúc mà lần đầu tiên đi về Nghệ An thì con ngồi xe khách là 5 tiếng nhỉ, 5 tiếng đi buổi đêm, xong rồi đến nơi là lúc đấy khoảng chập choạng khoảng 3-4 giờ sáng. Thì con mới hiểu là à, hóa ra quê là như này. À, là xa như thế. Chú Kiệt cứu vài đứa có lần nào xa cách không? Có, vừa nói là con có học 2 năm kinh tế quốc dân, sau đó thì con quyết định đi du học ạ. Thì con có đi Mỹ 5 năm, thì bạn ấy vẫn ở lại Việt Nam để bạn học. Trời, rồi coi như là xa nhau 5 năm luôn. Vâng, con chỉ xa nhau 2 năm thôi. Trong cái quá trình học thì con cũng đi đi về về, 1 năm thì con về khoảng 1 lần. Thì 2 năm đầu bọn con vẫn yêu xa, năm thứ 3 thì con bắt đầu phải tính về cái chuyện là mình muốn ở lại đấy để mình đi làm hay là mình sẽ đi về. Tại vì năm thứ nhất, năm thứ hai thì thực ra là con cũng chưa có nhiều bạn bè lắm. Gọi là với cả mình cũng dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với nhau ở trên mạng. Thì đến năm thứ 3, năm thứ 4 thì con bắt buộc là cũng phải bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới. Thì mình cũng có nhiều bạn bè hơn, thì mình cũng phải tham gia cái hoạt động ở đấy. Và thời gian ở Việt Nam với ở Mỹ nó rất là lệch nhau. Đúng rồi. Nên là muốn mà vẫn tiếp tục yêu xa thì mình không có thời gian để mình dành cho cái cuộc sống ở bên đó. Bọn con mới quyết định là thôi, dừng lại. Vợ con cũng hỏi con là con có thể sang đó du học được không? Thì cái điều kiện về tài chính, các thứ về con người của con thì con cũng không sang đó được. Cái quyết định thì là đến từ hai phía. Sau cái lúc đó là lý do gì mà con không ở bên đó mà con lại quyết định quay về? Tại khi mà con đã đi học xong rồi, con đi làm rồi thì mình bắt đầu hiểu cuộc sống ở đấy hơn. Thì mình nhận thấy là mình không thích ở bên đấy nữa. Vâng, thì mới con quyết định về Việt Nam. Nhưng mà cái thời điểm khi con học bên đó con có quen ai không? Con có ạ. Mà cũng là du học sinh mình hay là người? Là người bên đấy ạ. Trong khoảng thời gian 3 năm con đi làm bên đó. Vâng. Rồi con cũng quen một người. Dạ. Trong đó thì Thành ở Việt Nam thì sao? Có quen với cô nào không? Con thì cũng có. Con cũng có một vài người hỏi con lý do quay lại. Vì thực ra là đến lúc mà con quay trở lại Việt Nam thì bọn con có rất nhiều bạn chung với nhau. Thế là bọn con cũng suốt ngày gặp nhau. Thế là cũng không phải là quay lại, nhưng mà vẫn đi chơi riêng với nhau. Hai đứa lúc đấy thì con cũng bắt đầu làm YouTube được một thời gian rồi. Thì con cũng bắt đầu có một cái sự nghiệp riêng. Và chồng con lúc sau một thời gian mà chia tay ấy, thì lúc đấy là chồng con bắt đầu tập trung vào sự nghiệp. Thì lúc đấy là cũng có cái kinh tế nó rất là ổn định rồi. Thế là hai đứa thấy cũng ok rồi, thế là quyết định quay lại và kết hôn. Vợ con là người muốn quay lại trước, cách lúc quay về Nam tìm cách để tiếp cận con. Hả? Nhưng con không muốn quay lại. Giận. Tại sao vậy? Giận chứ. Con bị tự ái. Thực ra là trong cái giai đoạn trước khi mà hai đứa quyết định là chấm dứt với nhau ấy, thì để con cố gắng quên người đó thì con phải làm cho hình ảnh của người đấy xấu xí đi. Với cả là con cũng đang trong cuộc sống tự do, cho nên là có thể là lúc đấy con nhìn nhận vợ con nó không được tốt. Thế nhưng còn mà hận đấy. Còn hận đấy. Sau thì khi mà cũng tiếp xúc lại thì mình cũng ngồi mình nghĩ tại sao mình cứ phải hận như thế. Có thể mình sẽ đánh mất đi một người mà có thể mình sẽ không tìm lại được người yêu, nhưng mà cũng chính là người bạn thân nhất trong cuộc đời của con. Tức là con tự thay đổi và tự quyết định. Dạ. Tự chữa lành cho mình đúng không? Dạ. Rồi, mối tình quá đẹp rồi, sau đến hôn nhân đi nào, xem nào. Trong 4 năm ở với nhau, họ có bao nhiêu tật xấu gì lòi ra, nhô ra. Đó, giờ từng bạn kể đi nào. Con ra muốn thì nghe chồng con nói trước. Vợ con kiểu đầu óc lại hay quên. Và hay quên thì lại còn hay thường xuyên là dùng điện thoại. Cho nên là vợ con lại càng hay quên hơn nữa. Ví dụ như là vợ con mà đi ra đường ấy, mà lúc nào con cũng phải sẵn sàng điện thoại con còn để xem là vợ con kiểu gì cũng quên cái gì đấy. Xong là kiểu gì cũng gửi tin nhắn về cho con, lại ship qua chỗ này chỗ kia. Vợ con cũng nhiều khi cũng khá là nóng tính. Nhiều khi kiểm soát cái cảm xúc cũng không được tốt. Vợ con nóng nhất thì vợ con ném đồ và có một lần là xé rách cả áo của con nha. Trời, vậy là xấu rồi. Thực ra không phải xé con, xé áo rách mà kéo của con. Kéo. Con thì cứ lao đi, vợ con kéo áo và rách cả. Tôi đi ra khỏi nhà. Đó, kiểu như vậy đó. Tôi đi đâu? Mà ông phải nói cho hết chuyện. Đúng rồi. Mà chắc cái áo đây nó cũng cũ rồi, nên là nó cũng dễ rách. Thôi, cô đừng có biện hộ. Tôi mong muốn vậy thôi. Thực ra từ hai cái vấn đề đấy thì con chỉ mong muốn là vợ con, ví dụ như là vì mình là tính hay quên mà, nên là mình sắp xếp mọi cái công việc một cách nó khoa học một chút. Có thể là mình ghi ra như nào đấy, có thể là mình làm được nhiều việc hơn thì có thể có thời gian là mình chăm sóc gia đình các thứ nó nhiều hơn.
Rồi bây giờ tới con đó. Chồng con thì chắc là chỉ có một hai tật xấu thôi. Đấy là một là hay bừa bãi. Hoặc là có thể bởi vì con quá gọn nên là con cảm thấy như thế nó quá bừa. Con là nấu cơm xong là con phải dọn, rửa xong hết. Xong mình ngồi vào bàn ăn chẳng hạn. Thì tất cả mọi thứ đều gọn gàng rồi thì mình ngồi bàn ăn. Còn chồng con ví dụ như là pha một bát mắm chẳng hạn, thì sẽ là lấy hộp chanh ra để ở đó, cắt chanh ra, dùng nửa quả để luôn nửa quả và con dao ở đó và hột cũng ở đó luôn. Sau đó thì mang bát mắm đi và để tất cả mọi thứ ở đấy. Đó là bừa bãi đó con, cái bãi chiến trường đó. Dạ đó. Với cả đôi khi là hơi nóng tính quá với con ạ. Tức là trẻ con thì nó sẽ thỉnh thoảng nó có thể làm đổ nước hay nó làm rơi vãi cái này cái kia. Thì hồi xưa thì lúc con mới đẻ con ra ấy, thì con cũng thấy là tại vì con là một người rất gọn gàng nên là con nhìn thấy là nó đổ nước hay cái gì đấy thì con cũng rất là khó chịu. Thế nhưng mà sau khi mà con đọc nhiều hơn và con cũng ý là khi mà mình làm mẹ thì mình phải học dần dần những cái đó, thì mình mới nghĩ là ok, bây giờ trẻ con thì nó là một tờ giấy trắng thì nó sẽ phải học những cái kỹ năng đó dần dần, nó không phải như người lớn mà nó rót một cốc nước là nó có thể ok ngay hoặc là nó xúc một cái gì đấy mà nó phải gọn ngay. Nó có thể dây rơi một chút ra ngoài để có, thì nếu mà ướt thì thay quần áo, nếu mà bẩn thì mình cho đi tắm thì không có vấn đề gì cả. Nhưng chồng con lại khá là khắt khe với cái việc đấy. Đôi khi là con thấy hơi tội. Đấy là hay quát đứa nhỏ. Vâng đúng rồi. Con chỉ mong là có thể kiểu ý là nhìn con của mình đúng như là một đứa trẻ. Cái này về bản thân con thì con cũng công nhận. Và con đúng cũng đang gọi là lần đầu làm ba thôi thì mình cũng học cách để làm ba. Hôm nay chồng có điều gì nói muốn nói vợ hay là vợ ngược lại có điều gì muốn nói với chồng không? Trước khi mình chia tay. Con chưa nói với vợ con sẽ nói với cả chương trình với cả cô chú trước. Con có một bó hoa gửi cho tặng cho vợ con. Ôi lãng mạn quá. Cảm ơn. Hoa này còn có cả phong bì nữa. À thế ạ? Phong bì vậy? Cái là thư hay là cái ten ten đấy con? Nên là có thể mà mở ra, chồng giúp vợ cầm hoa. Mở ra đi. Nếu mà là tiền thì có thể tinh tinh được. Không, có thể là giấy tờ đất hay chẳng hạn. Con biết đây là cái gì rồi. Có thể đọc cho mọi người. Đưa lên cho mọi người xem ạ. Một chuyến du lịch hay quá. Đây là bức ảnh của hai vợ chồng con chụp hồi mới quen ạ. Hồi mới quen. Còn trước khi mà ngày xưa mà mới bầu em bé thứ nhất thì vợ chồng con cũng đi du lịch rất là nhiều. Nhưng mà em bé thứ hai mới chuyển nhà vào đây cũng rất nhiều công việc thì cũng chưa kịp đi đâu cả. Nên là con muốn rủ vợ con để đi riêng một chuyến hai vợ chồng đi Hàn Quốc. Sau khi một vài tuần nữa khi mà sắp xếp nhà ổn thỏa rồi thì sẽ gửi bé ở đây cho ông bà hai vợ chồng đi riêng vậy. Nhưng mà con có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý ạ. Dạ đồng ý ạ. Dạ em tên là Tư ạ, đang làm nhân viên kinh doanh. Năm nay em 28 tuổi. À Tư 28 tuổi. Dạ. Em có người Bắc hả? Dạ em người Bắc ạ. Còn em? Em tên là Mai. Năm nay em 25 tuổi. Em làm nội trợ. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Dạ gặp nhau trên mạng Yahoo anh. Cái nick của anh thấy sớm sớm. Thi sĩ tài hoa vậy. Thi sĩ tài hoa. Thi sĩ tài hoa. Tên hay vậy mà nói sớm sớm. Thấy sớm sớm anh không nói chuyện, cái lúc sau cái thấy buồn buồn thôi nói chuyện luôn. Anh Tư anh hỏi thiệt nha. Thi sĩ tài hoa. Dạ. Nhưng mà em có biết làm thơ không? Dạ có, thầy hồi cấp 3 có làm thơ. Nhưng mà bây giờ có làm thơ? Dạ giờ chắc thực dụng quá rồi hết rồi, hết làm thơ. Sau khi chat rồi đó, dĩ nhiên chat tiếp một thời gian thì phải gặp nhau đúng không? Dạ. Đó vậy thì cái ấn tượng đầu tiên khi mà các bạn gặp nhau ở ngoài là như thế nào? Dạ lúc đó em đi với cậu tại em hẹn trên mạng mà nên sợ lắm. Kiếm đi mình. Lên thấy ảnh đi chiếc xe thì cà tàn, mặc đồ thì quần tây quần ống hơi le le. Râu ria thì sòm sòm hút cạo để nhìn già lắm kìa. Vậy hả? Rồi hai người gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên gặp nhưng mà gặp ở nhà trọ em luôn. Trời lần đầu tiên gặp mình gặp nhà trọ luôn. Bởi vì nó đi cậu đó. Đi cậu là đúng rồi. Rồi sao? Nhưng mà em tự nhiên xem hẹn người ta nhà trọ thì em có ý đồ gì? Thì hồi đó em chắc hiền quá, không có đi, không có thường xuyên ra ngoài cà phê á. Thì ra quán cà phê em thấy rất là ngại. Thôi hẹn rồi tới nhà ăn cơm luôn. Đi em nấu cơm luôn hả? Em nấu cơm luôn hả? Dạ. Rồi bữa đó khi mà thấy đi với ông cậu thì em có sốc không? Lần đầu tiên á thì nhìn trên cái avatar thấy dễ thương lắm. Mà lúc mà gặp á thì bạn ấy đầu tóc còn hoe, quần áo rách rưới, nhìn rất là quậy. Rất là quậy. Dạ. Thành ra cũng hơi thất vọng về cái trong cái suy nghĩ ban đầu mình. Rồi đã vậy còn đi với ông cậu nữa là coi như không làm ăn gì được luôn. Nói chung hai đứa đều thất vọng về nhau hết thì lý do gì mà đến em đi nhau. Đến nhà trọ chi cho mệt mỏi vậy? Con người gì nhỏ xíu vậy mà râu không không thấy cái bản mặt luôn. Vậy, gặp chị là chị đi luôn đó, chị không có về đâu nó. Đã gì gặp. Xin lỗi anh, bữa nay em bận rồi, ví dụ vậy. Cái điều này nó có cái gì? Cái gì đó đúng không? Dạ thấy anh hiền như vậy chất phát. Vậy bây giờ anh hỏi là nếu một người hiền như vậy mà chất phát như ý em nói và khán giả đồng ý, vậy thì chắc các bạn là yêu nhau phải tìm hiểu nhau rất lâu mới đám cưới đúng không? Dạ không, 4 tháng. Ta.
anh đi dở, anh đi không biết, không biết suy diễn. Không suy diễn gì? Bây giờ chị nói em nghe toàn hẹn ở nhà trọ thôi. Chị hỏi em mà không cưới gấp thì là làm sao? Ba má không biểu cưới, bác sĩ không biểu cưới. Ủa nhưng mà họ có hẹn ở nhà trọ nữa không? Thì nhà trọ nó đây đâu biết quán cà phê nào đâu. Cứ hẹn tới nấu cơm cho ăn. Mà nói rồi. Chuyện lại duyên dáng là dễ thương vậy. Thì thử hỏi chuyện gì xảy ra sau khi ăn cơm xong. Thì rửa chén. Ủa nhưng mà 4 tháng là đã cưới rồi hả? Lý do bác sĩ cưới. Thấy chưa bác sĩ kêu cưới, té nữa đi cho rồi. Còn bây giờ hay vậy á. Lúc mà bác sĩ kêu cưới á, em thì ở nhà trọ chưa đi làm. Dạ. Vậy thì lúc đó tâm trạng như thế nào? Tại lúc đó thì em cũng nhận được học bổng đi du học rồi. Ồ. Cái vợ mới gọi điện báo là có bầu. Lúc đó em thất vọng lắm. Cũng sợ nữa, vừa sợ vừa thất vọng. Thất vọng về bản thân đúng dạ, không? Dạ, thất vọng về mình. Công sức mình bỏ ra rất là nhiều cho việc học hành. Rồi bên nhà cũng kỳ vọng của em rất là nhiều. Nghe nói tức khóc. Em nói giờ anh cứ đi đâu anh học hành sao đó kệ anh. Em để con lại em nuôi. Rồi cuối cùng? Vậy cuối cùng anh mới gọi điện về cho gia đình anh là thôi xin cưới. Cưới xong rồi em có đi du học không? Dạ không chị ạ. Tại lúc mà quyết định cưới vợ em rồi á. Không có đi nữa. Là không đi nữa? Dạ. Cái giai đoạn mà thuyết phục bên nhà em để cho cưới vợ cũng rất là khó. Khó khăn lắm, nhà không ai đồng ý. Vì thêm cái nói là con gái nam thì nó không có... Vì cái vùng miền mà, con gái miền Nam rất là bộc trực. Có sao nói vậy, đúng không? Nhiều khi là... Xấu hết. Ừ đó, thì miền Nam là vậy. Chắc chắn là hai bạn về sống với nhau là sẽ có nhiều những cái việc mà... Về tính cách mà vùng miền tập quán phong tục đó. Dạ. Rồi chắc chắn là sẽ có những cái điều mà mình sẽ bị mâu thuẫn đúng không? Dạ cũng có gây nhiều lắm. Anh này thì anh kỹ tính, kỹ lắm. Nhà mà dơ chút xíu sao anh vừa làm anh vừa nói nhảm được mình lắm. Có nghĩa là rất là cẩn thận, rất là sạch sẽ đúng không? Nhưng mà làm vừa nói. Cũng giọng nói đó lúc mà mới gặp nhau á là mê cái giọng nói đó. Nhưng mà cũng giọng nói đó sau hôn nhân là coi như là khó chịu đó, lảm nhảm đó. Nhưng mà có lần nào hai vợ chồng cãi vã nhau là cái chuyện cũng vì cái chuyện đó mà lớn không? Dạ không, chỉ có ảnh từ khi mà ảnh thay đổi công việc cái ảnh có gái gú này kia mới. Hả? Anh không nghĩ là có gái, gái gú hả? Em cũng bất ngờ, em cũng không nghĩ ảnh là vậy luôn á. Chị cũng bất ngờ luôn nè. Hai năm đầu thì không có vấn đề gì, hồi đó em làm công việc thì nó rất là ổn định. Cứ tới tháng lãnh lương rất là đều. Nhưng sang năm thứ 3 thì em thấy nó không có ổn lắm. Có vợ con rồi thì cần phải tăng thêm thu nhập nên chuyển qua kinh doanh. Kinh doanh thì lúc đó bắt đầu phát sinh về vấn đề đi tiếp khách hàng. Rồi em làm sao em biết chuyện đó? Lúc đầu cái cô kia có nhắn tin hỏi sao lâu quá anh không qua quán của em, không ghé em. Em giả anh em nói là em nhớ anh phải không, cái cô nó cũng hừ luôn. Lúc đó ảnh đang kế bên mà, em hỏi cái cô này là ai à? Anh mới nói không có gì hết á, chỉ quán nhậu rồi anh nhậu anh cho số vậy đó. Thì bắt đầu cái em mới hỏi nhưng mà anh chối không à. Anh không bao giờ nhận hết á, mà anh cũng chẳng có giải thích gì hết trơn á. Cái đó là nhỏ thôi, còn qua lần sau nữa. Chuyện nào nữa? Có cái cô Kiên Giang á, cô nhắn tin là em biết số điện thoại của Mai, anh thua rồi. Em mới nhắn là em nói thua là sao, cái cô mới nói là nếu mà Mai á thì đừng có nói chuyện với cô đó, mất công là em bị tổn thương á. Cái em mới nhắn qua cho cô đó nói là chị có chuyện gì với chồng em á thì cứ nói đi em nghe. Hỏi anh thì anh nói là không có gì hết trơn á. Tức quá em gọi điện cho nhà chồng em á, gọi cho má chồng rồi em chồng em gọi hết luôn. Mét phải không? Dạ. Tại em gọi cô đó còn không dám nghe hay sao á. Lúc đó em đang có bầu bé sau chứ em có bầu là em đi xuống dưới luôn rồi, đi xuống Kiên Giang luôn rồi đó. Giờ để phải hỏi chồng khi mà vợ bắt gặp những cái bằng chứng cụ thể như vậy thì lúc đó em sao? Tại cũng không biết nữa, cũng không nhớ nữa. Em đi tiếp khách chắc say xỉn rồi, có cho số rồi mấy bạn chắc là phá hay như thế nào thôi chứ còn không có. Còn cái ở dưới Kiên Giang thì xuống đi lắp máy ở dưới đó thì có đi chơi thôi chứ còn không có. Chuyện nó xảy ra là bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 2 năm. Rồi thời gian này có gặp được những cái tương tự giống vậy không? Dạ không, em siết chặt lại. Kiểm tra tin nhắn, người Zalo, Facebook em kiểm tra hết luôn. Không chừa cái nào hết á. Nhưng mà hiện giờ nè, ở trong nhà của mình á, ảnh có chu đáo không? Ảnh có lo cho em với con không? Dạ có chị. Tiền lương của ảnh về có đưa cho em không? Thì tiền lương thì ảnh đưa nhưng mà mấy cái tiền linh tinh ngoài gì đó em không biết. Tiền lương thì tức là ở đây ý chị muốn hỏi là nếu mà gạt đi tất cả những cái mà em đã biết thì chồng em á em cho là mấy điểm? Dạ 8 điểm. 8 trên 10. Dạ. Mà bây giờ tụi em lấy nhau mấy năm rồi? Dạ 4 năm rồi chị. Ở đây chị muốn nói vấn đề như vậy nè. Nếu như hồi nãy chị hỏi em mà chồng em á mà không lo cho gia đình nè, chỉ có biết đi chơi, chỉ có biết là quăng tiền về xong rồi không để tâm gì tới vợ, tới con các thứ, thì có ra lên án ngay lập tức. Yeah. Ngay lập tức. Tại vì vợ chồng á, lúc nào cũng vậy. Đến ông thủ tướng, ông tổng thống ở đâu mà nổi tiếng nhất thế giới á, ông cũng dính vô cái chuyện đó nữa. Yeah. Đừng nói chi là một người bình thường. Chị không khuyến khích em làm tất cả những việc đó, nhưng chị mong rằng em đừng bao giờ để vợ em buồn, đừng bao giờ để vợ em phải đau khổ về cái chuyện
chuyện của mình. Tức là vợ em hỏi em đi đâu em nói hết rồi, chứ em không có kể, em không có giữ. Em có giấu đúng không? Không có giấu. Thôi bây giờ coi như tất cả mọi chuyện là nó đã qua hết đi. Dạ. Và bây giờ anh chỉ mong rằng là hai bạn sẽ lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng mà cái quan trọng là em phải hứa với vợ em, đừng để cho vợ mình buồn và đừng để vợ mình phải hiểu lầm và phải tin tưởng mình tuyệt đối hoàn toàn. Anh hứa với vợ là từ nay anh sẽ không phải để cho em buồn nữa, và sẽ cố gắng lo cho hai vợ con em cuộc sống thật là tốt và hạnh phúc. Anh mà được vậy em mừng quá. Dễ thương quá, hai vợ ôm nhau cái coi. Chỉ cần một người hiểu em trong đời nha. Rồi. Cảm ơn em. Trẻ đẹp quá, xứng đôi vừa lứa. À, bạn này nhìn hao hao giống diễn viên Quốc Trường. À, có ai nói bạn giống Quốc Trường không? Dạ chưa. Chưa đúng không? Bữa nay mới nghe. Mới nghe nói thôi. Mới nghe nói. Chị lại mới đầu chị nghe Quốc, chị lại tưởng là ca sĩ Quốc Thuận chứ. Ôi trời ơi. Tưởng là em tự nhận là giống em á. Trời ơi, nếu mà giống em là chắc chắn là bạn này đội tóc giả. Nhưng mà bạn này là ca sĩ. Đúng không? Dạ. Ủa sao chị biết ca sĩ hay vậy? Thì chị biết đó. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Dạ. Em giới thiệu luôn đi, đúng không? Giới thiệu cho anh Quốc Thuận với lại khán giả biết luôn đi. Em xin chào anh Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Thôi nếu mà anh là anh chị, còn cô với là đi là với chú. Là cô chú. Đó. Dạ. Cô chú và anh chị. Anh chị đi, anh chị đi cho nó trẻ. Dạ dạ, em với cô chị Hồng Vân. Dạ, em xin giới thiệu em là Tuấn Khương. Em từng đạt giải quán quân của một chương trình hát giống thần tượng năm 2016. Ca sĩ Tuấn Khương. Thấy chưa? Ủa sao chị hay vậy? Chị nhìn mà chị biết là ca sĩ luôn hả? Chị mày mại, chị nhớ. Ồ nha. Mọi người nhìn em người ta không biết em là diễn viên luôn. Được, cô Hồng Vân nhớ, hạnh phúc quá. Dạ. Chắc là lại nhìn cái phong thái đó. Đúng rồi. Cảm ơn. Nó nghe nè, chút nữa chuẩn bị đi. Sau khi mà vợ giới thiệu một cái đó ha, dạ, là anh sẽ mời Tuấn Khương hát. Hát đúng rồi. Đó, hát một vài câu để mà chúng ta chuẩn bị bước vào chương trình cho nó trơn tru, cho nó ý nghĩa nha. Rồi, giờ mời em. Mời vợ của Khương. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thân. À. Dạ, em tên là Oanh. Oanh. Dạ, vợ của anh. Đúng rồi. Anh nhiêu tuổi nè? Không cần phải giới thiệu, biết Oanh là vợ của Tuấn Khương. À. Dạ, em 35 tuổi. 35. 35. Dạ. À, như vậy là lớn hơn Khương chút xíu. Mà sao anh không biết ta? Lớn hơn nhiều luôn. Nè Khương nè, anh đoán vậy thôi. Dạ. Đúng không? Khương nãy đâu có giới thiệu tuổi đúng không? À, em quên giới thiệu tuổi. Dạ. Khương nhiêu tuổi hả Khương? Dạ. Em năm nay 29 tuổi. 29 tuổi, bên này 35 tuổi. Dạ, em thua vợ em 6 tuổi. Nửa con giáp, không sao hết. Ê, nhưng mà nó nghe nè, thề luôn nè. Bình thường. Nhìn không hề biết luôn. Tại vì bạn này rất là, cái mặt bạn này rất là baby á. Thiệt, baby nhìn vậy, như con nít vậy đó. Dạ. Vậy nhất chắc là khi mà em cười. Bởi vì giờ em phải thường xuyên phải cười. Đúng, em phải vận dụng cái nụ cười của mình. Em cười là nhìn em nhỏ xíu 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 luôn á. Một chút nữa anh sẽ hỏi về cái câu chuyện tình của hai bạn. Chắc chắn là sẽ có một cái sự lầm ở trong lúc mà khi mà lần đầu tiên gặp nhau. Đúng chắc rồi, chắc có một cái gì rồi. Nó lầm ở trong đó. Đúng đó. Dạ. Đó. Và bây giờ trước khi đến với phần như là vì sao các bạn yêu nhau, dạ, thì giờ mời Tuấn Khương có thể hát một vài câu trong một cái bài hát mà nó gắn liền với tên tuổi của em. Hoặc là cái bài nào mà Khương thích. Dạ. Nhân dịp hôm nay em lâu rồi em không hát trên sóng truyền hình á. Em cũng cảm giác cũng hơi rung, hơi hợp chút. Dạ. Thì thôi em xin hát một cái đoạn bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Em cũng rất là thích bài hát này. Dạ, em xin hát gửi tặng khán giả. Dạ. Khương đứng lên bài đi Khương. Bài gì Khương? Bài Nỗi Nhớ Mang Tên Em. Nỗi Nhớ Mang Tên Em hay quá. Rồi Khương đứng lên đi, Khương đứng lên đi cho nó dạ, đúng luôn. Cao dễ khoe dáng đồ này kia nọ chứ. Ok, em hát nha. Rồi, ok. Người đã nói sẽ yêu mãi anh, dẫu tháng năm đổi thay, nhưng thời gian cứ đi qua như sắt vô tình trôi vào quên lãng. Người đã nói sẽ yêu mãi anh, một đời vã mãi mãi vỡ nát con tim vì anh đã mất em rồi. Hay quá. Nhưng mà cái đợt đó là lúc mà Khương thi á, là Khương hát Bắt Chước Thần Tượng nào, cái đó là chị Vân quên rồi. Chị Vân quên rồi. Dạ em hát giọng của anh Ưng Hoàng Phúc. Ưng Hoàng Phúc đó. Lai Ưng Hoàng Phúc. Không, nhưng mà hồi nãy là giọng của Khương. Dạ. Đúng đó. Không? Dạ. Không, nhưng mà cái giọng cũng hơi có giống đúng, nhưng mà đâu Khương hát thử người cái giọng của Ưng Hoàng Phúc cho mọi người, cho khán giả với lại ngồi hát luôn. Ừ. Dạ, hát mà bằng cái giọng Ưng Hoàng Phúc. Dạ, được lời yêu cầu của anh chị em xin phép hát giọng của anh Phúc. Nhắm mắt. Dạ, em hát bài bài Cắn Rứt đi. Cắn Rứt.
Đã nhiều lần muốn nói chia tay cùng em từ lâu, nhưng ngại vì chẳng biết nói sao để em chắc buồn. Vì sai lầm em chắc có, đau buồn tôi chắc có. Tại sao tôi muốn chia tay? Ưng Hoàng Phúc, đúng rồi, nhắm mắt lại đi. Không giải là đúng rồi. Vì lâu quá em không có hát nhiều nên là khi cũng không giống lắm nha. Không, giống. Giống lắm. Lúc thi thì rất là giống. Giống với những cái nức nở đó, với lại cái chờ đó. Nói mày không. Nói cho biết nghe. Ưng Hoàng Phúc đã từng ngồi ở chỗ đó rồi. Đúng rồi. Anh ngồi ở chỗ đó. Đề nghị chương trình chúng ta nên diszon hình ảnh Ưng Hoàng Phúc với cái chương trình này. Đó, hát giống lắm nghe. Chút nữa chúng ta sẽ hát thêm một vài ca khúc nữa nếu như còn thời gian. Dạ, ha. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Có thể cho anh cũng như chương trình được biết là các em quen nhau như thế nào. Đó. Và lần đầu tiên các em gặp nhau thì ai ấn tượng đặc biệt về nhau? Đó. Em nói hay anh nói? Anh nói chứ. Cô bé có gương mặt baby đi, nói đi. Sao mà quen bạn này? Em ngại quá. Em nói gì đâu mà ngại. Anh nói chú đi. Dạ thì em xin phép em kể câu chuyện của tụi em. Dạ. Bắt đầu. Thì tụi em biết nhau một năm và biết nhau trên Facebook thôi. Thì nửa năm đầu á là em nhắn tin cho bà này vì bà không có trả lời. Dạ. Xong rồi nửa năm sau em cũng nhắn tin tiếp thì bà mới trả lời và tụi em bắt đầu hẹn gặp nhau. Gặp nhau được khoảng hơn một tháng. Quen nhau được khoảng hơn một tháng cho đến gần hai tháng thì tụi em có nói chuyện với nhau rất là nhiều. Tại vì thứ nhất là em biết vợ em là lớn hơn em tới 6 tuổi và em năm nay cũng gần 30 rồi, là em vừa được 29 thôi. Đó thì tụi em cũng suy nghĩ rất là nhiều về tương lai, tại vì thật sự là em ấn tượng với vợ em là một người phụ nữ thông minh. Và có một cái nói chung là kinh doanh tốt. Vợ em đã có một cái nền tảng sự nghiệp tốt. Thì và vợ em là hội tụ được cái tình yêu thương với mọi người xung quanh. Thì em thấy đây là một người phụ nữ mà em nghĩ là không còn phải đi tìm nữa. Dạ. Xin lỗi chị hỏi nè, em là em kinh doanh gì? Dạ em kinh doanh thời trang á. Tại vì là cái ấn tượng đầu tiên mà khi em thấy bạn này trên Facebook là cái điều gì mà em ấn tượng để mà em phải là đeo đuổi tới 6 tháng nó không thèm trả lời mà vẫn cứ đu bám theo nó? Dạ thì em ấn tượng nhất vợ em đó chính là nụ cười. Tại vì những cái tấm hình mà vợ em chụp đi bán quần áo á là những cái cảnh như vợ em lúc nào cũng là trong cái hình ảnh là một người rất là tận dụng cái nụ cười của mình, thân thiện đó. Dạ. Ủa nhưng mà nói nghe nè, là cái lúc đó là em đã biết là tuổi của vợ mình là lớn hơn mình rồi đúng không? Dạ. Ủa biết liền không, bao lâu mới biết? Không, cái lúc mà nói chuyện với nhau trên Facebook là vợ em có nói rồi. Nhưng mà trên Facebook là vợ đâu có để tuổi đúng không? Dạ không. Đó. Dạ. Ủa sao mắc mới gì phải nói ra? Tại vì em muốn là chồng em, ví dụ ai quen em để biết hết tất cả những cái gì về công việc. Em cảm thấy cái đó không có gì để phải giấu hết. Đúng rồi. Em cảm thấy là tự tin về cái đó của mình chứ không có gì để mà. Cái đó của mình là gì? Cái nụ cười của mình đó hả? Dạ không, phải về tất cả mọi thứ, về con người, về tất cả mọi thứ luôn. Em nghĩ không có gì để phải giấu hết. Nếu như mà chồng em yêu em thì phải yêu luôn hết tất cả mọi thứ. Không sao, tuổi tác không quan trọng. Dạ. Nhưng mà anh hỏi nè, lý do gì sao mà nhắn tin mà tới 6 tháng sau mới trả lời? Hỏi bà này. Dạ, sao hỏi ông này? Này vợ nói không phải là do vô tin nhắn chờ không? Dạ không, em đọc được. Nhưng mà tại vì em thấy thật sự là em suy nghĩ như nào, ông này trẻ quá à. Chắc nhắn tin chơi với mình thôi à. Với lại em cảm giác là mấy đứa trẻ vậy thôi, không có cảm giác an toàn đâu. Vậy đó. Nhưng mà lúc đó là em trong tình trạng độc thân hay là đã có người yêu? Dạ không, em độc thân á. Đúng rồi. Nhưng mà em cái lúc mà bạn này bạn nhắn tin cho em á, lúc đó là bạn có để tuổi không? Nhưng mà em thấy bạn mặt bạn này rất là trẻ. Ừ. Hồi lúc mà chưa lấy vợ là em thấy trẻ 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 hơn bây giờ nhiều. Baby mặt lắm. Baby. Nhưng mà trong lòng của em khi mà nếu em nhìn cái hình nền của bạn trên Facebook em có một chút gì xao xuyến không? Thì cũng thấy đẹp trai. Tại vì thường á đàn bà hái ngộ lắm em. Thấy hình nền á mà đã nghĩ liền đến cái chuyện là thôi trẻ quá cho nên chắc thôi mình không có mình thấy không tin tưởng hoặc mình này kia nọ là biết là ấn tượng mạnh rồi, hiểu không? Là đã nghĩ đến cái lâu dài rồi. Nhưng mà chẳng thà thôi để mình đừng khổ cho nên thôi thì mình chia tay trước cho nó xong. Đúng không nè? Đó, một câu hỏi trước khi tiếp theo. Dạ. Đó là em là chủ động nhắn tin cho cô này là để coi như là làm quen với cổ hay là em nhắn cùng một lúc, có nghĩa là em rắc thính á, rắc thính cho nhiều cô để cô nào trả lời cho mình cái này cũng thời điểm đó thì em chỉ nhắn một mình vợ em thôi. Thiệt là rắc một mình cô này thôi, rắc một mình cô này thôi, có một rổ thính thì rắc phắt trời ơi, có nhiều ông đó phắt rắc ghê lắm. Quăng thấy cô là cho cá ăn rồi. Thấy cô nào mà tin á, tin đó là chắc cũng vậy. Vì, có không anh? Hay thiệt đi nghe. Chương trình này là có cái máy phát hiện nói dối đó nha. Em được cái là em quen người nào á, là cái quá trình quen người đó thì em sẽ dừng lại. Em cảm thấy em không tiếp tục được với người đó được nữa thì em sẽ dừng lại và em sẽ tìm hiểu người mới. Và em
thời đó thì em quen rất là nhiều bạn gái. Nhưng mà khi mà em gặp vợ em là em nghiêm túc thật sự. Nhưng mà vì lý do tại đây, đó, sao? Chị đang hỏi là cái động lực nào mà để em... mà 6 tháng không trả lời mình đó. Mà em vẫn kiên trì đu bám theo đó. Cái động lực nào để mà em có được cái sức mạnh đó? Anh cũng định chắc hỏi chắc có lẽ là do vợ em càng im lặng em càng thích chinh phục. Đó là cái máu mà gọi là cái máu chinh phục đúng không? Tại vì em có thể em quen là cái kiểu mà em quen rất là nhiều bạn gái rồi. Thật sự là em nói em không bạn gái em không ai tin hết. Em đã quen tại vì em cũng là ca sĩ. Ở cái thời điểm mà mấy năm trước thì em cũng sẽ có một cái sinh hoạt nhiều trong giới và ở ngoài cũng vậy, em sẽ sôi nổi hơn thì chắc chắn em sẽ có rất là nhiều bạn. Nhưng mà khi gặp vợ em là em đã trưởng thành rất là nhiều và em cảm thấy là em muốn dừng lại và muốn có một cái gì đó ổn định và một gia đình mấy ấm của em. Nếu mà trong 6 tháng đó cái máu cố im lặng đó là em có đi rắc mấy cái thính khác không? Dạ không đâu. Đâu, đại ra nó là một rổ thính chỉ có rải vô cái con cá này thôi. Em biết không, cái dòng mà kiểu ấy chinh phục mệt lắm. Giống như là ha, mình giống như anh Thuận á là hồi đó là chinh phục chị Thúy Nga. Chinh phục hoài không được, chinh phục hoài không được, là vẫn chinh phục đến bây giờ cũng không được luôn á. Đi qua Mỹ luôn á mà vẫn chinh phục. Mà bây giờ vẫn còn đang muốn chinh phục để chờ chị Thúy Nga về rồi chinh phục tiếp nè. Dễ sợ lắm, tình yêu không thể đổi. Vợ của ông Thuận biết luôn mà bây giờ nó lan tỏa đến cái mức mạng liên vợ của ông Thuận là quyết định chờ bà Thúy Nga về để cùng với ông Thuận chinh phục bà Nga. Chinh phục bà Nga đó. Đem bà về nuôi luôn. Rồi, có nghĩa là bây giờ là sau 6 tháng sau là các em đã gặp mặt nhau liền luôn không? Hay là phải đợi một khoảng thời gian nữa mới gặp nhau ngoài đời? Tức là sau 6 tháng á là có đúng không? Thì sau 6 tháng thì tụi em có hẹn gặp nhau một lần ở rồi lần đầu tiên em nhìn thấy ca sĩ Tuấn Khương ở ngoài đời thì em ấn tượng như vậy ở chàng trai này. Lúc đó là cảm xúc thôi. Lúc đó là cảm xúc đúng không? Dạ. Em thấy đi chơi thì cũng vui nhưng mà em vẫn giữ cái quan điểm của em á là em thấy bạn này trẻ quá. Chưa nghĩ tới. Chị chưa nghĩ tới gì. Dạ đúng rồi. Em không nghĩ tới, em chỉ nghĩ là vui thôi à. Vậy còn Hương dạ đúng rồi. Dạ em thì lúc đó em cũng không có suy nghĩ nhiều. Em chỉ thấy là người con gái này đã lâu rồi, mình theo đuổi lâu rồi, mình đợi cũng đợi. Rồi hôm nay đồng ý gặp mình thì mình chỉ biết là gặp thì mình coi như thế nào. Thì thấy là ngoài đời dễ thương và kiểu cũng thấy bạn thấy vợ mình ở ngoài thì cũng sao ta dùng từ là biết chu đáo dạ nói chung là đi chơi vui em thấy vui. Dạ thì bắt đầu là về nhắn tin nhiều hơn và hai đứa mới bắt đầu quen nhau. Chính thức là bao lâu, từ sau cái bữa đó là chính thức là bao lâu thì hai đứa thực sự là yêu nhau mãnh liệt? Dạ chắc sau nửa tháng hay ba tuần nha em ha. Lâu quá. Trời ơi, lâu tháng luôn á. Lâu ghê luôn. Lâu ghê. Lâu lắc quá. Có một cái này là gọi là một cái điểm bước ngoặt cho tụi em. Đâu là đâu là cái điểm nào? Thì chưa được 2 tháng thôi thì tụi em có bầu. Tụi em có bầu. Giờ em có bầu em. Giờ em có bầu. Lâu quá. Lâu quá trời, lâu lần nữa. Bây giờ cái bước tiến hai đứa nói nhau là sự mà nói nghe bạn sự khởi đầu nan. Các em đã có 6 tháng để gọi là im lặng với nhau, mà vừa gặp cái là 2-3 tuần là quen nhau và sau 2 tháng ròng rã là giờ em có bầu. Là quá. Thế là hai đứa phải đến với nhau thôi đúng không? Chưa kịp tìm hiểu gì nhiều đúng không? Đó thì chính là cái điều đó là tụi em hai đứa là mới quen nhau, là đang trong giai đoạn hẹn hò, mới bắt đầu hẹn hò được khoảng một thời gian quá ngắn thì tụi em nghe tin là tụi em có em bé. Thì khi đó là mọi chuyện sang một trang mới luôn. Nhưng mà anh thắc mắc nha, em không có đeo phải gu em, phải nhỏ hơn em. Nhưng mà tại sao cái chuyện tình yêu nó lại đến nó nhanh và nó bất ngờ đến như vậy? Tại vì thật sự là chồng em á là rất là nồng nhiệt á, nồng nhiệt lắm luôn á. Nồng nhiệt? Dạ đâu đúng kể rồi. Một vài cái nồng nhiệt tiêu biểu coi nào. Thôi cái này cho em cất lại cho riêng em nữa. Không, bây giờ mình kể em đi. Kể cái em sao mà người chạy mất. Lỗi là lỗi đuổi em sao? Lỗi là lỗi của em đó. Tại đúng vì rồi. Em bắt nó nén tới 6 tháng nó mới gặp em được thì là bùng luôn. Là bùng luôn là mãnh liệt luôn là đúng rồi. Bây giờ sao nè, anh tỏ tình sao? Đường ca sĩ rất là lãng mạn nha. Chồng em không, chồng em không là không phải là lãng mạn theo kiểu màu mè mà là kiểu đơn giản nhưng mà mộc mạc á. Ví dụ đi. Dạ với lại là tấn công, nói chung là cái gì cũng dồn dập. Bây giờ nó dồn dập sao em dập liền đi, em kể cho anh nghe coi. Đó, đã lên đây không có giấu em ơi. Em đừng có để của riêng mình nữa, em chia sẻ đi. Thì giống như là một ngày là ổng gọi nhắn tin gọi điện liên tục. Có đi làm về khuya có mệt cỡ nào cũng phải gọi điện mà ví dụ em mà nghe không kịp á là ổng gọi hết người này đến người kia là để khi nào mà gặp được em thì thôi, nó kiểu là vậy đó. Là mình cảm nhận được từ những em á thì thường là em không có nhìn
người qua cái kiểu, qua những cái việc lớn em thường nhìn qua mấy cái nhỏ nhỏ thì em biết em cảm giác là chồng em là người là ấm áp với là tình cảm. Tấn công tới cái mức mà mới quen có 2 tháng là dính bầu là em biết là chị biết mãnh liệt cỡ nào rồi. Thôi đừng hỏi nữa, vậy là biết rồi. Ừ. Bạn muốn hỏi biết hết luôn rồi. Sao mà hai trong 2 tháng đó đi đâu mà dính bầu vậy? Dạ. Đi đâu mà dính bầu vậy? Không phải là đi theo coi em hát. Bữa đó hình như là mình đi chơi mà không? Đi chơi đúng không em? Dạ, chơi xong rồi tối quá cái em mới ở lại nhà của bà này rồi hai chồng mới ỏi e thì tới nó tới luôn chứ đúng không? Nhưng mà em ở riêng được mà em ở với gia đình. Dạ em ở riêng. Ở riêng nhà, tại vì nhà em ở dưới nhà, em ở dưới quê, em lên Sài Gòn nên lại ở đây có một mình rồi. Hôm qua ông ta túc rồi xong rồi là chuyện gì tới nó tới luôn. Dạ. Thôi, sau bữa đó chắc về hai đứa sống thử luôn, về ăn chung một nhà luôn đúng không? Dạ không. Hay là vẫn nhà đứa nào đứa đó ở? Dạ không, ở riêng, vẫn ở riêng. Chỉ có hôm đó thôi là ông này lấy lý do là anh mệt, anh xỉn quá, anh say quá. Xong rồi lại, và lúc đó là thật ra là cũng có một thằng em của em đi chung nữa, nên em nghĩ chắc không có gì đâu, nhưng mà kiếm cớ sao đó. Tối về lại luôn. Dạ. Nhưng mà nó nghe nè, có phải là em chủ động là em muốn có em bé vì do cái tuổi tác không? Không. Hay là do sự cố? Sự cố. Dạ. Sự cố. Ngoài không, cái này là em không biết thiệt. Dạ. Em không biết thiệt. Là ngoài kế hoạch của tụi em. Nhưng mà một lần một là coi như dính bầu luôn. Dạ, cái đó em cũng, em cũng hơi bất ngờ. Lúc đầu là tụi em có nói chuyện với nhau. Lúc đầu tụi em là tình cảm tụi em là rất rất là thích nhau. Dạ, yêu thì chưa dám nói là yêu đâu ạ. Mà cũng có là hơi thương á, mới bắt đầu tình cảm mọi thứ nó đang rất là nảy nở. Đó, mới bắt đầu thì em có nói với bạn em á, với vợ em là em ơi, bây giờ mình quen nhau đi. Em cũng đã có tuổi, anh cũng đã sắp 30 rồi. Anh cũng cần một cái gia đình bắt đầu dừng lại để mà có một sự im ấm trong gia đình. Anh không muốn rong chơi nữa. Đó, và em cũng cần một gia đình đúng không? Thì nếu như ngày này, năm sau mình còn quen, mình cưới luôn. Nhưng mà nếu mà lỡ có em bé thì mình giữ em nha. Là em chỉ nói với bạn thôi. Là trong cái thời gian trong 2 tháng đó. Thì vừa nói xong là mấy hôm sau là bạn ấm ngán luôn. Trời ơi. Ấm ngán luôn. Như vậy là em cũng nhảy đó chứ. Đúng không? Không phải, em đó là một điều bất ngờ đối với em á. Sao bất ngờ? Tại vì em có, không, em cũng có hay đi, em đi khám bác sĩ thì bác sĩ có nói là tại vì em là khó dạ. Khó có con á hả? Dạ đúng rồi. Bác sĩ khuyên em á là phải đông trứng. Dạ. Mà rõ ràng là đâu cần đông đâu, nó tới cũng tới. Vậy là mừng quá ha. Dạ đúng rồi. Vậy là em bé này được nhiêu rồi? Dạ được 1 tuổi rưỡi. Dạ, con gái ạ. Ba mẹ cưới 2 năm. Em có là em rất là hạnh phúc luôn. Ba mẹ cưới được 2 năm con thì con được 1 tuổi rưỡi. Đó, mừng quá. Cái ngày nè, bây giờ anh muốn hỏi cái cảm xúc của hai em khi mà bác sĩ báo tin là có em bé thì lúc đó là sao? Em rất là hạnh phúc luôn á, tại vì em nghĩ biết là mình vẫn có thai được á, nên lúc đó em rất là vui. Nhưng mà tại vì do là em mới quen chồng em được có 2 tháng thôi, nên là cái vấn đề mà cưới thì em hơi suy nghĩ. Nên là em có nói với chồng em là hay là thôi đợi em sinh em bé xong rồi tụi mình tìm hiểu thêm một xíu, nếu mà vẫn cảm thấy hợp với nhau á thì mình làm đám cưới, còn không thì thôi. Nhưng mà ông chồng em ổng làm dữ quá, không chịu. Làm dữ là làm dữ làm sao? Dạ. Thì em muốn là tại vì khi mà em nghe vợ em có em bé á, thì nói chung á, khi mà em đến với vợ em thì em thấy là mọi thứ nó đã tốt đẹp lắm rồi. Tại vì em phải công nhận là vợ em là một người kinh doanh giỏi và em hãnh diện vì đó. Thì bây giờ có em bé thì nói chung là đến sớm với em quá, ngoài dự định của em tính là 1 năm sau thì nếu mà quen nhau sẽ cưới. Nhưng mà em bé đến sớm quá thì em cũng suy nghĩ. Bắt đầu là em cũng chưa có, sợ là mình mới mẻ quá, mình chưa có đối diện được với cái đời sống hôn nhân. Tại vì thật sự là hai đứa khi đó cũng chưa hiểu hết tính nhau. Chỉ mới là những lời yêu thương nhau và hẹn hò nhau thôi. Còn khi mà hai cá thể về chung một căn nhà thì nó lại khác nữa. Mà vợ em thì bụng ngày càng to. Thì sau, nói chung là tụi em quyết định nhanh lắm. Cũng nói chuyện hết những lời như thế này với nhau nè. Và tụi em quyết định nói thôi, cưới em ơi. Là làm đám cưới luôn? Dạ, thì sau 2 tháng là đám cưới luôn. Là khi đó em nhớ là con em ba trong vợ, bụng vợ em là 3 tháng rồi. Không, 4 tháng. 4 tháng luôn, 4 tháng. Sorry. Nhưng mà cái phọt này là chắc 5-6 tháng cái bụng vẫn còn nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi, lúc em đó là 4 tháng em vẫn còn nhỏ. Coi như là không thấy bụng luôn á, thật sự. Nhưng mà gia đình hai bên thì sao? Dạ ủng hộ. Ủng hộ. Riêng nhà vợ em thì rất là vui, rất là ủng hộ. Nhà em thì hỏi là con sẵn sàng chưa? Chứ nghe có cháu rất 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 là mừng. Nhưng mà tại vì em là cháu Út. Anh hay đã có gia đình rồi, bà mấy đứa cháu rồi. Thì bà mẹ hỏi là suy nghĩ kỹ nha. Đó. Thì có dạ con suy nghĩ rồi. Rồi hai đứa đến với nhau luôn. Và được hai bên rất là ủng hộ. Dạ. Đó là điều may mắn cho tụi em. Quá tốt. Thường là như vậy nè, khi mà tụi em chưa có tìm hiểu nhau kỹ á, mà về sống chung một nhà là chắc chắn nhiều mâu thuẫn lắm. Rất là nhiều mâu thuẫn. Tại vì bắt đầu lúc đó những cái tôi á, bắt đầu mới bộc lộ cá tính ra, bộc lộ những thói hư tật xấu ra, những cái mà đối phương chưa thể nào mà biết được. Thì đối với em á, là cái như với người vợ bình thường ha,
không có bầu bì gì á, thì đó cũng đã là một cái khoảng thời gian mà rất là khó khăn để hai vợ chồng hòa hợp lại với nhau. Thì huống chi bây giờ lại là đang có bầu. Thì lúc đó em như thế nào? Em có gặp cái trường hợp đó hay không? Và lúc em đối diện với cái trường hợp đó như thế nào? Em bị stress luôn á. Lúc mà mang bầu á? Đúng rồi, mang bầu mà về chung á. Dạ đúng rồi. Ủa sao stress? Tụi em mới vừa tìm hiểu nhau mà, xong rồi lại ở chung nhà với nhau á. Xong hai cá tính bị đối lập nhau, đối lập quan điểm á. Hai đứa nào cũng cá tính riêng á. Chắc chắn, tại vì bạn này là nghệ sĩ, ca sĩ, bạn làm trong môi trường nghệ thuật, cái tư duy khác. Còn em là môi trường kinh doanh, cái tư duy khác. Cho nên chắc chắn khi hai bạn về sống chung một nhà là sẽ có mâu thuẫn. Về đủ thứ chuyện á, chứ không phải là một chuyện. Nhưng mà ảnh có nhường em không? Thì để hỏi cái lúc đó là khi bạn stress là vì lý do gì? Tại vì em với chồng em cãi nhau quá nhiều, cãi nhau liên tục luôn. Tại vì hai đứa đều là kiểu là em cũng có sự thống tính của em, mà chồng em cũng có sự thống tính của chồng em. Tại vì hai đứa nào cũng có cái quan điểm riêng của mình hết á, đều bảo vệ quan điểm của mình á. Cái là xảy ra xung đột, cãi nhau nhiều quá đến mức độ mà em bị mệt luôn á. Dạ, lúc đó là cái thời gian mà phải nói là tụi em đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Em thì nói chung em nhường vợ em hết, nhưng mà vợ em thì em biết cảm giác khi mà người phụ nữ mang bầu á, người ta bị tâm lý rất là nhiều. Người ta lúc nào cũng muốn người chồng người ta là phải như người ta, ý người ta. Thì đôi khi, nhưng mà em nghĩ là tâm lý chung của những người chồng giống như em vậy đó, mình làm hết nhất có thể, nhưng mà vợ mình nó vẫn không thấy hài lòng. Khi mang bầu nó tâm lý nó sẽ khác người phụ nữ bình thường. Nó thay đổi kinh khủng lắm. Một lần thì có thể bỏ qua, ba lần em nhường hết, nhưng mà lần thứ 10, 11 mà mình sẽ khó chịu. Đâm ra hai chồng nó sẽ có một cái sự tranh luận liên tục với nhau. Nhưng mà lúc đó là các em đã cưới chưa? Dạ em cưới rồi. Cưới khi bầu rồi có khi nào mà coi như là bị stress quá, đến đổ, rồi đến nỗi mà muốn bỏ nhau ly hôn luôn? Dạ có. Cái em đúng không? Em dạ có rồi. Đúng rồi. Cái em lần mà tụi tính. Em đỉnh điểm nhất em chia sẻ trên đây là đỉnh điểm nhất luôn của tụi em đó, là hôm đó là vợ em xé cái tờ ly kết hôn trước mặt em luôn. Nhưng mà về vấn đề gì? Thì cũng là tranh luận cãi vã với nhau thôi ạ. Rồi. Nhưng mà nó phải em là không... về vấn đề gì? Ví dụ về công việc, về đối nhân xử thế. Thật ra là những vấn đề nhỏ thôi. Về đúng rồi, về đối nhân xử thế. Tại vì mấy vấn đề rất là nhỏ luôn. Chứ mấy cái chuyện lớn thì lại không. Chuyện lớn thì không, tụi em lại không cãi chuyện lớn, thành cãi và cái chuyện nhỏ. Tại vì ở chung với nhau mới bắt đầu phát hiện ra nhiều cái tính của nhau á. Cái đâm ra là bị khó chịu. Tại vì em thì đúng là cũng hơi cầu toàn. Em á, ví dụ ai mà là đúng ý em rồi thì em rất là dễ luôn, nhưng mà lệch ý em cái thì em khó. Đó, đâm ra cứ cãi nhau hoài. Mà cái đợt đó là xé giấy đăng ký kết hôn luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ sao? Rồi sau đó đi có đi làm lại không? Không, xé được cái xé cái mé thôi. Xé cái mé. Dạ. Có làm sao, cái tờ giấy thôi mà xé là xé trái tim, xé cuộc sống chứ tờ giấy nó đâu có nói được điều gì. Ví dụ như mà xé mà xé đôi á, xé mà xé vụng luôn thì hơi căng à. Đi trích lục lại thôi. Làm lại được bình thường. Bây giờ mình không có biết. Cái mẹ em thấy vậy, mẹ em mới đi dán lại xong ép lắc ép luôn. Hỏi xé luôn. Trời ơi, chị là đã ép liền từ đầu hai tờ, ép hết hai tờ. Trời ơi chắc. Sao có xé không có được, không bị đứt. Dạ. Mà có khi nào mà hai đứa bất đồng quan điểm về cái công việc của nhau không? Ví dụ như là em có muốn chồng em làm nghệ thuật không? Tức là hay là em không muốn chồng em làm nghệ thuật để rồi là nảy sinh mâu thuẫn? Dạ cái đó không luôn. Em là người khuyến khích á. Tức là em thấy chồng em có muốn làm gì cũng được, mà miễn sao cảm thấy vui, thoải mái là được rồi. Em không có thích là gọi là quá ràng buộc, sẽ bị ngợp ngạt các chị. Nói như vậy là rất là thông cảm với chồng. Có ghen không? Dạ. Đi làm thì có ghen không? Không, vợ em được cái vậy không, không có ghen nhiều. Chút nữa chúng ta sẽ vô đến cái phần đó. Rồi thật ra là cái stress này của em là kéo dài đến bao lâu? Chắc là đến lúc em đẻ bé dâu nhà em á, được 1 năm luôn á. Mà kéo dài dữ luôn. Dạ, trời ơi em ơi, cái người phụ nữ khi mang bầu á, là cái nội tiết tố nó thay đổi. Nó sẽ khó chịu, khó tính mà một cách lạ lùng lắm. Tới khi sanh xong á, lại bị stress về cái vấn đề khác nữa. Là cái hậu gọi là gì? Hậu sản. Tại vì em đẻ đứa con đầu tiên mà em bị thương con quá, với lại em bị lo cho con quá, em thấy nó nhỏ nhỏ em bị lo lắng quá, nên là tự em bị áp lực á, kiểu lo nhiều một chuyện nhỏ thì cũng lo nhiều. Rồi cái đó là cái hội chứng trầm cảm sau sinh. Ai cũng bị hết á. Cái đó là nó là hội chứng luôn á nha em, chứ không phải là một mình em bị đâu. Chỉ có điều là cái người nào người ta thoát ra cái tình trạng nó sớm hay là trễ thôi. Nhưng mà là chắc là sao không có trầm trọng giống như cái đợt mà xé cái tờ giấy đăng ký thôi đúng không? Nó chỉ là những cái nhẹ nhẹ thôi đúng không? Nhưng mà cái khoảng thời gian mà vợ mà mang bầu để sinh con thì em có đi hát, có đi show gì đều đặn không? Dạ, cái lúc mà vợ mang bầu á là lúc đó là như gần dịch đúng không em? Gần dịch. Rồi năm ngoái đó. Dạ. Thì ế show. Dạ không, em coi như là em không hoạt động khoảng 2-3 năm nay luôn. Ủa, sao vậy? Tại vì cái lúc mà em đặt giải xong á
thì 3 năm đầu là em đi rất là nhiều, em hoạt động rất là nhiều, em đi diễn rất là nhiều, người ta gọi em đi rất là nhiều. Dạ, tại vì cái giải thưởng em là quán quân chương trình nó lật lên, người ta có rất nhiều. Mà cái thời điểm của em á là thời điểm vàng của game show luôn. Cứ ai mà có giải là người ta nhớ hết. Đó, thì em cũng đi hoạt động rất là nhiều và em đặt mục tiêu cho mình là 3 năm đó mình phải bật lên, tên tuổi mình phải bật lên được. Thì em cũng làm hết, em cũng làm hết sức của mình trong 3 năm nhưng mà em thấy mình không có tiến triển thì em dừng lại. Lúc lấy vợ là cái như ngưng luôn. Dạ em ngưng, thì nhờ vợ động viên. Thì cách đây 1 năm trước là em có ra một cái bài hát mới cũng là may mắn là được Botox. Đó, thì em nói chung là khi mà em lấy vợ em về á, em không, em cũng bị áp lực rất là nhiều vì vợ mình thành công quá. Mà riêng em á thì chỉ là cái bề nổi của nghệ thuật thôi, là như là đây là ca sĩ thôi. Em ngoài ra em cũng muốn phát triển bản thân mình hơn để mình cảm thấy mình tự tin khi mình sống với vợ mình và mình đi với vợ mình. Dạ thì cái là rất là động viên chồng. Dạ đúng rồi, em rất là cầu toàn, ví dụ chồng em mà làm gì em còn cổ vũ, mà em cũng đi theo em làm cho nó chỉnh chu hơn nữa đó. Dạ. Kiểu em là... Như vậy là thời gian này là coi như là ở nhà phụ vợ chăm con rồi phụ vợ công việc đúng không? Dạ, không có học thêm nữa anh. Không thêm gì nữa. Em học thêm về đầu tư bất động sản. Có, nói chung là có. Em đang tập tành thôi và em tìm hiểu mà em muốn làm riêng cho em để em có thành tựu riêng cho bản thân mình. Tốt quá. Vậy là tốt rồi. Và giữ cái đam mê của mình. Vậy là hai đứa lấy nhau được là mấy năm ta? Dạ. Hai năm. Mà con là tuổi rưỡi. Đó. Dạ. Rồi bây giờ nói về tấm xấu đi. Phần tật xấu hả? Đó, mình đến cái phần này phần này mình không nói được, chồng nào cũng đều thích hết. Phần này mình cho qua được anh. Đây em biết không, em đi đến một cái quán ăn á. Thì em sẽ hỏi ở đây cái món nào là best seller. Đúng không? Đó, thì cái chương trình này cũng vậy, đến cái phần này là best seller đấy em. Đó, rồi bây giờ đến cái phần khui tật xấu. Thực ra vậy nè, nói để cho hai đứa yên tâm là nói là khui tật xấu, nhưng mà thực ra nó không bao hàm cái nghĩa đó, mà là cái sự mong muốn đối phương hiểu mình hơn. Dạ đúng rồi. Khi mà mình nói ra những cái tâm tư đó của mình á thì mình mong muốn đối phương sẽ hiểu. Có những cặp á là khi đối diện với nhau họ không nói được. Khi mà họ lên chương trình á là tự có là khi mà họ nói ra họ trút được hết những cái tâm tư mà họ không nói được với đối phương. Thì sau đêm đó, sau cái buổi ghi hình á, thường là những cái cặp nào mà hiếm muộn chưa có con đó nói là đêm đó về dính bầu đó. Biết cái đó là sự thật luôn. Không chừng nữa nghe, coi như là chị giao đại đó, không chừng ở về đó. Tối nay xong con nó mới 5 rưỡi. Tháng sau đó để cho nó thối, để cho có cả một số điều là duyên hết em, duyên hết. Đi lại năm nay cũng 3 mấy rồi em à. Thì đứa nữa cũng không sao đâu. Rồi bây giờ đến phần khui tật xấu. Đó, mời vợ đi. Oanh. Dạ. Bây giờ ca sĩ Tấn Khương, những cái tật xấu nổi bật của anh ấy là gì? Chồng em hả? Thì em thấy chồng em bị một điểm đó là nóng tính. Nóng tính. Dạ đúng rồi, cái nóng tính. Nhưng mà cái độ nóng tính của chồng là như thế nào? Nóng lắm luôn, em thấy rất là nóng tính luôn. Có đập đồ đập đạc không? Được. Hay cái là có tự không? Mà tự làm đau bản thân mình. Đó, nhiều lắm, nhiều ông chồng vậy đó. Bỏ đi, bỏ đi. Dạ không. Có tự làm đau bản thân mình với là không khô lắm, không làm đâu. Cái nóng tính ổng là như thế nào? Ổng gào thét, ổng châu mài lớn. Ổng Liên Thanh. Đó. Đúng, ổng vô toilet ổng Liên Thanh. Liên Thanh lắm luôn anh. Và thậm chí là không, coi như là không có lớn tiếng với vợ mình. Còn mà đó, coi như là lạc đạn qua ông hàng xóm á. Coi như hoặc là lớn tiếng với một ai đó. Cái là vậy nè, em có xem nó vậy, em sẽ không có giấu. Thì có cái là em nóng lên á, em bỏ đi ra ngoài. Chứ không có lớn tiếng với vợ. Em muốn ở lại để mà đối diện lại cái vợ. Thôi để vợ nói. Thôi, sao nè? Không, mới đầu cũng cái độ nóng tính cũng là như thế nào? Mới đầu là cũng Liên Thanh với vợ dữ lắm. Không biết ai tham chứ hai vợ chồng em mà nói quá nhiều luôn, hai đứa nói hai đứa dành nhau nói không à, chứ không có im lặng. Nhưng mà ông càng nóng tính chắc em càng bực đúng không? Dạ đúng rồi, không kém đâu anh. Dạ cũng dũng dữ dữ. Dạ. Phụ nữ mà khi mà người ta nóng ra dữ lắm em sợ luôn á, bây giờ riết là em không hết dám nóng luôn. sợ vợ mình dữ nóng, coi như là tại sao giống mặt mà này. Thật ra em nóng em chỉ hù thôi, nói thôi, vợ em làm thiệt luôn. Không, ra đúng ra là ổng là chỉ ấm ấm rồi, còn em mới là nóng đó. Dạ. Nhưng mà sau 2 năm thì chồng em thay đổi rất là nhiều luôn. Như vậy là có sự thay đổi là tốt rồi. Đâu thì hồi nãy nó đã nói rồi, nó bây giờ riết em không dám nóng luôn rồi đó. Đi ngoài đó. Dạ. Đi đó. Như vậy là coi như là cũng đã có nóng tính và cũng đã thay đổi rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình đã đến cái tật xấu nào mà coi như là tới bây giờ nó vẫn còn tiếp diễn đó em. Đó. Miễn thì hỏi. Hay hỏi lắm. Ví dụ như cùng một câu cùng một cái câu hỏi đó thôi, nhưng mà ông chia thành 5 câu ông hỏi. Ồ, vậy đó hả? Vì em bị quan tâm vợ em á. Bé Khương mà. Bé Khương. Trẻ, thì em đang nằm ngủ rồi em à. Ủa em ngủ chưa? Em ngủ rồi hả? Ngủ hả? Ngủ chứ em. Mà mình đã ngủ rồi, ngủ sâu mà bắt mình phải trả lời cho mình được thế nào. Hỏi gì là wow đó. Wow. Wow. Bầu thiệt. Nên là bị camera quay. Dạ.
Nhiều khi em mỗi lần em make up á, em kẻ mắt nè, cũng hỏi luôn. Ủa em ăn gì không? Mà mình đang kẻ mắt mình đâu có trả lời được đâu. Mắt mình phải trả lời. Trả lời cho bằng luôn thì thôi. Trước khi đi lên phim trường là không vậy. Dạ cũng hỏi là dạ em làm tăng. Đang làm mắt nó hỏi hoài. Mắt mà đang tập trung đúng không? Hỏi hoài là sọt vô mắt luôn á. Hỏi phải 5 câu, khi nào mà em trả lời thì thôi á. Trời ơi, bé hỏi. Rồi còn gì nữa không? Nguyễn Thi hỏi. Không, bớt hỏi rồi. Sao về nhà có trưng diện, có trao chuốt rồi đánh quần đánh áo được không? Dạ không nha, cái này là nô nha. Tại vì thường ca sĩ ta là rất là kỹ lưỡng cho anh luôn. Nè em nói luôn. Dạ không hề luôn. Sao nào? Ông này rất là xề xà luôn. Dạ. Em chỉ chỉnh chu khi mà em đi hát thôi, khi mà em làm gì liên quan tới nghệ thuật thôi. Nhưng ngày hôm nay là em sẽ mặc thật đẹp, đó em sẽ giảm cân luôn. Nhưng mà sau khi chương trình này về nhà thì như thế nào? Em không, em vẫn đi tập gym nhưng mà có cái là em sẽ không giữ hình không, hình không, ảnh là một người không mặc đồ ca sĩ chuốt, đúng không? Hay là nghệ sĩ gì hết, em rất là bình thường, giản dị. Có nghĩa là không phải là mình nói mình không nổi tiếng hay cái gì, nhưng mà em thích là mình đơn giản nhất, đúng không rồi. Phải vào lúc nào phải giữ hình ảnh gì em gì đó. Nếu sao mặc đồ cho nó thoải mái được rồi, đúng không? Mà cái cách nói chuyện vậy, chơi với bạn em chơi với bạn, những người bạn em sẽ biết hết tính tình của em luôn, em không có lý do là em thoải mái. Nên là giờ em chơi hoài xe xoa quá. Dạ xe xoa hình như em phải tự đi mua đồ cho em đang nỉ, đang nỉ đi mua đồ luôn á. Tân trang rộng đi. Rồi ông có ghen không? Ông có ghen không? Lúc mới thì có. Trời ghen bá cháy luôn. Ghen bá cháy luôn hả? Bây giờ là bớt rồi hả hay sao? Giờ thì hết rồi. Dạ. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì chỉ muốn chồng em đừng có nóng tính nữa thôi. Còn ngoài ra thì em thấy chồng em là rất là ok. Là perfect rồi phải không? Dạ đúng rồi, rất là thương con, rất là biết quan tâm cho con luôn. Thật ra như vậy là quá tốt rồi. Dạ trong cái thời gian mà em đẻ thì thật sự là chồng em chăm con không á. Dạ chăm con luôn, chăm con từ A tới Z luôn. Tại vì lúc đó là dịch anh thằng cô chị Vân là không có cho người thứ ba vô bệnh viện. Đúng chỉ có hai vợ chồng thôi. Là có mẹ em lên thôi nhưng mà không được ở lại. Lên mấy tiếng là phải về có hai vợ chồng rồi. Coi đêm lúc em bé mới đẻ thì nó rất cực. Em bé nó khóc liên tục. Thì chỉ có hai vợ chồng thôi. Đúng rồi. Mà vợ mới sanh nữa đâu làm gì được. Đúng rồi. Thấy kè kè theo vợ thôi dạ. Thôi nhưng mà nó quá tốt rồi. Bây giờ đổi bên. Đó bây giờ tới em. Giờ có những cái xấu của vợ. Thì tật xấu của vợ là vợ hay kèm ràm chồng. Anh Thuận biết Ronaldo. Kèm em giống như Ronaldo luôn đó. Kèm như hậu vệ kèm Ronaldo luôn. Kèm hay là cam ram? Kèm xong rồi cam ram. Kèm chồng. Kèm xong rồi cam ram. Kèm chồng. Có nghĩa là tụi em đi chung với nhau suốt ngày. Em chỉ cần không vừa ý vợ em là vợ em sẽ phàn nàn liên tục. Có thể sáng sớm ngủ mới ngủ dậy là đã phàn nàn em luôn. Anh ơi cái khăn này sao anh tắm anh không phơi ra ngoài đi. Anh ơi cái quần này tông anh thay sao anh không dục đi. Đi hoài sáng sớm đi không vậy. Mà sáng sớm mà đã nói được. Có nghĩa là vợ em thấy bình thường. Nhưng mà tức là cái phàn nàn của vợ em này vợ em là thấy bình thường. Nhưng mà đối với em thì đó đang là một cái sự mệt chê, mỏi đúng không? Chê. Mệt mỏi thì cũng không nổi nhưng mà chê gì. Mà nhiều lần quá sẽ thấy mệt. Nhiều lần quá mình sẽ thấy mệt. Thấy mình không có hoàn hảo cái gì hết trơn, bị chê hoài luôn. Mà được cái vợ em á rất là chê chồng. Thí dụ chê em lắm. Ví dụ như gọi điện thoại cho mấy bà tám đi, bà tám. Thì lúc mới chê em á mà em buồn quá, em cảm thấy em bị tự ái, tủi thân luôn. Tại vì dù gì á em cũng có máu nghệ sĩ trong người. Đúng rồi. Đúng rồi. Chê ổng hoài vậy. Em có cái tự ái của em nhưng mà tiếng là em quen luôn rồi. Khoan xí xí, thường là chê em mà chê cái điểm gì? Thì có thể là vợ em giỏi hơn em về kinh doanh. Thì em chưa có thành tựu gì quá đặc sắc. Đó thì chê. Thì em lúc đó là em nung nấu trong người là em phải thể hiện, phải càng làm bản thân mình phát triển nhiều hơn. Hiểu rồi, có nghĩa nhưng mà là vợ chị chê là cầm rằm với chồng thôi chứ không phải là chê chồng với người khác đúng không? Có luôn. Có luôn hả? Cái này là chồng em nghĩ là vợ em chê hay cách giỡn cho em với những người bạn thân. Có ổng đó, có ổng gì đó, ổng vậy nè, ổng gì kia. Đến nỗi mà trước khi quay đi đến quay á, bạn thân của tụi em á nói anh ơi, lát lên đừng chê chồng nha. Đó, này là sự thật. Em có tự ái không? Không, em quen rồi. Tại vì em biết là vợ em giỡn. Vợ em giỡn thôi chứ không có ý gì hết á. Vợ giỡn thôi mà mình thì chưa quen. Bây giờ mình quen với cái nhịp độ vậy rồi. Giờ mình giỡn em quen rồi. 2 năm rồi. Cái đó không phải là chê. Cái đó không phải là chê. Cũng có thể là một cái sự động lực động viên của em á. Em á là giống như em nghĩ vậy nè, cái gì mà chồng mình tốt rồi thì mình không cần nói nữa, mình chỉ nói những cái gì mà chồng mình chưa được thì mình nói để cho chồng mình biết. Em chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không phải là em đang nghĩ là em chê đâu. Mà chồng em thì nghĩ là chê. Mà nhờ vậy là em có lẽ là chê em nhiều quá là em có thay đổi nha. Em là một người rất là biết lắng nghe và em lúc nào em cũng muốn đi lên. Đặc mình phải là mình phát triển thì từ cái những nhỏ nhặt cũng vậy em thay đổi từ từ. Thôi như vậy thì được rồi, vậy là hiệu quả rồi. Nhưng mà kèm là sao? Em ghen em mới kèm. Không đâu có kèm hay là như nào? Tại vì ông nói kèm ổng giống như hậu vệ kèm luôn rồi. Ý là em thấy giống như cứ phàn kèm làm em riết á, em thấy giống như mình là bị vợ mình kèm quá. Kèm cặp đó đúng không? Nhưng mà em có ghen chồng không? Không, dạ em đâu có kèm gì đâu. Tại vì thật ra là em thấy chồng em cũng dính em cả ngày mà. Tụi em dính với nhau cả ngày, đi chung với nhau. Vợ em đi chụp hình bán quần áo hay là như đi làm công việc gì em cũng là người đưa hay vợ đi. Trên tất cả mọi công việc luôn.
em hỗ trợ vợ em hết. Dạ, nhiều lúc em cũng muốn đi ra ngoài em làm việc riêng của em nữa. Em đã trao đổi với vợ rất nhiều rồi, là anh muốn phát triển bản thân của anh. Nhưng mà em đi, vợ em lại nói thôi anh ở nhà phụ em đi, đừng đi, anh đi rồi ai làm. Vậy là không phải là không ghen, ghen cái đó là ghen ghê hơn nữa đó. Là muốn coi như là sở hữu tất cả mọi thứ về thời gian luôn á. Dạ, nhưng mà được cái công việc vợ em thì có một người bạn thân làm chung với nhau. Dạ. Nhưng mà em có cảm thấy là em thoải mái không? Dạ. Em thoải mái với những gì mà vợ em đang dành hết tất cả cho em và cũng như là như em nói á, dạ, kèm em á. Em có cảm thấy thoải mái không? Dạ em thấy tốt. Nói vậy được rồi. Dạ. Đâu có được. Hồi nãy là bạn này nói là bạn cảm thấy là nói nhiều quá thì tự nhiên mình cảm thấy là mình sẽ bị mất, gọi là mất sự tự tin. Và cũng đã nhiều lần bạn cũng có đề xuất là để bạn phát triển bản thân mình. Như thế có nghĩa là bạn đâu có thoải mái. Nhưng mà bạn lại nói là bạn kèm bạn vậy, đang bạn mâu thuẫn là cảm thấy không, ổn. Cái này là bạn đang mâu thuẫn. Không có nghĩa là kèm em để cho em tốt hơn. Em tuy em có quá trình đó em thấy như là em nghe nhiều quá em thấy là như là nhức đầu quá hay là nghe em thấy không vui, nhưng mà thật ra khi mà cuối em nhìn lại thì mình có thay đổi. Nhưng mà bây giờ em muốn mình tốt hơn. Yeah. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Là bớt cầu toàn lại thôi, giảm cầu toàn lại. Bớt kèm lại. Đừng có khó, đừng có giống như vợ em muốn mọi thứ là chỉnh chu hết. Dạ. Tại vì vậy nè, nói vậy thôi. Tụi em biết không, tại vì cái thời gian mà em chịu đựng cái việc đó. Cái cảm xúc đó, cái cảm giác đó là chỉ có mới 2 năm thôi. Mà em nên nhớ là cái 2 năm nó chưa là cái gì hết trơn á. Đó cho nên chị nói nè, về vấn đề á, cuộc sống vợ chồng á, tức là ở đây á, nó đang có một cái vấn đề xảy ra là cái người chồng của mình, thứ nhất là bạn nhỏ tuổi hơn em. Thứ hai là bạn rất là ngưỡng mộ em về cái sự thành công trong công việc của em. Em giống như là cái tấm gương phản chiếu cho bạn để mà bạn phải soi vào và bạn muốn là bạn như em hoặc là hơn em bởi vì bạn là chồng. Em hiểu chưa? Thành ra ở đây á, em chỉ có thể kèm được một thời gian ngắn thôi, em không thể kèm được suốt đời. Cái đó chị nói nghiêm túc. Thành ra em phải, cái cách mà để cho em khơi gợi những cái tiềm ẩn ở trong người chồng của mình á, không phải là cái cách em đang làm. Em phải để bạn tự bươn, giống như là giống như cái chim mẹ mà muốn cho chim con bay được sớm á, là phải đạp con chim con xuống để cho nó tự động nó cất cánh bay lên. Thì bây giờ á, ở đây á, chồng mình cũng vậy. Ví dụ như em muốn chồng em phát huy được những cái tố chất tốt và giỏi ở chồng là em phải để cho chồng tách ra. Thứ nhất, em biết không, không, cái đó chị nói nghiêm túc, giống như nãy cái cặp mà hồi nãy chị nói á, 50% cho nhau thôi, 50% phải giữ lại cho mình. Cái đó là chị nói thiệt. Cái tư duy của bạn hiện giờ là cách em 6 năm. Đúng không? Nhưng mà em nhân cái cấp độ đó lên, ví dụ như là 10 năm nữa, đúng không, thì tư duy của mình sẽ bị chậm lại so với bạn này nếu 10 năm nữa. Cho nên em phải nhớ là làm gì làm, cái người đàn ông phải là trụ cột trong gia đình. Phải tạo cho bạn cái trách nhiệm đó. Đó, bạn phải làm được điều đó. Tại vì bạn còn phải lo cho con, lo cho vợ chứ. Sau này khi người phụ nữ mình lớn tuổi lên rồi, mình sẽ bị yếu sức, mình sẽ mệt mỏi, mình phải tại vì cái thiên hướng, chức năng thiên bẩm của mình là sanh nở, mà mỗi lần sanh nở là em biết rồi đó. Em bị trầm cảm cả gần 2 năm trời chứ đâu phải là đơn giản đâu. Mà như vậy sức khỏe mình suy sụp kinh khủng luôn. Đúng không? Thì nếu như sanh một đứa nữa mà chồng chưa đủ để mà gọi là làm trụ cột là mình mệt. Mình là người mệt chứ ai, đúng không? Cho nên là em phải thay đổi cái phương pháp. Đó, bây giờ chị nghĩ là kèm 2 năm là đủ rồi đó. Bây giờ phải cho ảnh tự tách ra, ảnh phải làm bản thân ảnh đạt thành tích. Ảnh đi hát lại cũng được, ảnh làm kinh tế cũng được, ảnh làm cái gì, chuyện là chuyện của ảnh, anh phải chọn lựa, nhưng anh phải là cái người trụ cột. Cái đó là chắc chắn. Rồi, được cái là em cũng đang, nói chung là nãy em chia sẻ rồi, là em đang em đang chuẩn bị cho em đang đầu tư về bất động sản. Mà cái điều em cần thiết nhất là em phải tạo sự tự tin cho chồng em, tại vì hiện giờ chồng em đang bị mất tự tin. Em hiểu không? Phải tự tin. Còn em cũng lấy lại được rồi. Lấy được rồi thì quá thì chúc mừng rồi. Tại vì em bị mất một cái là sau khi tụi em cưới là bị dịch luôn. Sau khi tụi em cưới là bị dịch, với lại sinh em bé, cái đâm ra là mọi dự định của tụi em á nó bị chững lại. Đúng rồi, đâm ra em cảm giác là cái thời gian vừa rồi cũng không có thích hợp để làm nhiều thứ á, nên đâm ra là tụi em mới, em cũng khuyên chồng em là đâm ra là thời gian này mình cứ như vậy trước, xong rồi từ từ đợi bớt dịch hoặc là như thế nào đó rồi mình tiếp tục công việc của mình đó. Có nghĩa là khi mà em muốn làm gì em sẽ hỏi ý kiến vợ em trước, thì đúng là vợ em khuyên. Các bạn không phải là hỏi mà là bàn với vợ. Bàn luôn với vợ. Không hỏi, nhớ nha. Sau này cả về ngôn từ cũng vậy. Bàn bạc với vợ chứ không có hỏi vợ. Mình phải có cái chính kiến của mình. Rồi bây giờ anh nghĩ là cái thời điểm này cũng đã ổn rồi. Thì cứ để cho bạn ấy có thể phát huy được tất cả những cái sở thích, những cái mong muốn của chồng em.
hả? Rồi bây giờ quá dễ, em không cần phải đi hát show, em ở nhà em cũng có thể thực hiện được những cái dự án của em đó online. Rồi có thể là em sắp tới em kèm thêm với đầu tư bất động sản thì anh hy vọng là mọi thứ sẽ thành công với một sự hỗ trợ đặc biệt của vợ mình. Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ